Kính thưa quý vị, Bắc Hàn tổ chức cuộc tuần hành lớn tin từ Bình Nhưỡng. Hàng ngàn người đã tới quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng để thể hiện sự ủng hộ quân đội khi các đơn vị hỏa tiễn của Bắc Hàn được đặt trong tình trạng sẵn sàng tấn công sau khi phi cơ ném bom tàng hình của Hoa Kỳ bay trên bán đảo Đài Hàn. Hình ảnh của hãng thông tấn KCNN cho thấy là một người mặc quân phục tại quảng trường, sau đó một số người tuần hành trên đường phố Bình Nhưỡng. Hãng tin KCNA cho biết là các viên chức đảng, các tổ chức của người lao động, các bộ, các tổ chức quốc gia và 110.000 công dân trong quân phục từ lực lượng công nông dân hồng vệ binh cùng tham dự cuộc tuần hành. Hãng KCNA đưa tin rằng một viên chức tên là Kwon Jong Cho, đại diện cho quân đội Bắc Hàn, đã đề cập tới cuộc họp khẩn cấp do nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un chủ trì vào ngày hôm qua. Tại đây thì ông đã ra lệnh cho các đơn vị hỏa tiễn sẵn sàng tấn công các căn cứ của Hoa Kỳ. Vào sáng sớm này thì Bắc Hàn tuyên bố đất nước này đã bước vào tình trạng chiến tranh với Nam Hàn sau khi liên tục có những lời lẽ cứng rắn chống lại Hán Thành và Hoa Thịnh Đốn vì lệnh trừng phạt của quốc tế nhắm vào Bắc Hàn sau khi nước này tiến hành thử nguyên tử lần thứ ba.